Từ Điện Biên về lại Hà Nội, chia tay với hiệp sĩ nhí nhảnh Hồng Khanh, biệt đội lại tiếp tục rời thủ đô, lên đường tới những địa điểm mới của hành trình. Hiệp sĩ đặc biệt trong chuyến đi lần này không phải chỉ một mà có tới hai hiệp sĩ, đó chính là hai huấn luyện viên của chương trình giọng hát Việt nhí, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang. Ca sĩ Lưu Hương Giang sinh ra và lớn lên ở Nam Định, vì thế hai hiệp sĩ mới của hành trình muốn đưa biệt đội tay sạch về quê hương, giúp trẻ em Nam Định và giới thiệu với khán giả của chương trình biệt đội tay sạch hành động là nghề ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Giang và anh Hoài Anh cùng biệt đội tay sạch sẽ đưa các bạn về thăm Nam Định, nơi mà có rất nhiều các danh lam thắng cảnh này, đẹp và rất nhiều các món ăn ngon, đồng thời cũng có rất nhiều làng nghề truyền thống. Lụa của Nam Định cũng rất là nổi tiếng từ xa xưa, và chính vì vậy nên ở Nam Định cũng có rất là nhiều những cái làng nghề truyền thống làm lụa, như là trồng dâu, nuôi tằm này và sản xuất lụa. Thì hôm nay Giang và Hoài Anh cùng đưa quý vị đến một làng nghề như vậy, đó là làng Cổ Chất. Các bạn nhỏ làng Cổ Chất đưa biệt đội ghé thăm một trong những gia đình vẫn còn giữ được nghề ươm tơ truyền thống. Những nong kén vàng kén trắng đầy tràn, nồi ươm tơ đang sùng sục sôi, những kén tơ tròn đang xe ra thành những sợi tơ cuốn thành từng cuộn. Ngoài sân, những cuộn tơ lớn đang được phơi dưới nắng. Cả biệt đội cùng các bạn nhỏ xúm vào phụ nhặt những sơ bẩn còn sót lại trên cuộn tơ trắng tinh. Các bạn đang thấy Giang và anh Hoài Anh đang đứng giữa những nong kén. Đây là kén màu trắng này, còn đây là kén màu vàng. Cái kén màu trắng này thì đặc biệt hơn một chút. Kén trắng này sẽ chỉ xuất hiện một năm khoảng 4 tháng, là tháng 2, tháng 3, và tháng 9 và tháng 10. Còn kén vàng. Còn kén vàng này thì lại có quanh năm. Thế có nghĩa là kén trắng này sẽ hiếm hơn là kén vàng. Và để có được những cái nong kén như thế này thì phải qua rất là nhiều các công đoạn, như là trồng dâu, nuôi tằm. Và hôm nay thì Hoài Anh và Giang xin mời tất cả các bạn hãy cùng trải nghiệm một cái cuộc hái dâu này và xem nuôi tằm như thế nào. Một nhóm các bạn nhỏ trường tiểu học Cổ Chất đưa mọi người đi men theo con đường nhỏ để tới một bãi trồng dâu của người dân. Dâu trồng trên những bãi bồi bên cạnh con sông đào chở đầy phù sa nên lá dâu rất mỡ màng xanh tốt. Những lá dâu này mang về cho tằm ăn thì những chú tằm sẽ thích lắm đây. Nhưng trước khi cho tằm ăn thì phải rửa tay thật sạch đã. Nếu chúng ta không rửa tay kỹ, vi khuẩn từ tay lây sang tằm thì sẽ làm tằm chết. Vì vậy, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cùng các bạn nhỏ phải rửa tay thật kỹ trước khi cho tằm ăn. Các chú tằm đang đói lắm đây. Mọi người vừa phủ đầy lá dâu lên nong tằm là đã nghe thấy tiếng tằm ăn lá xào xào. Ôi, cả buổi hái lá dâu của biệt đội và các bạn nhỏ mà chỉ đủ để cho vài nong tằm ăn một lần là hết. Mà một ngày tằm ăn tới 7 lần, vậy là mọi người ai cũng hiểu là nuôi tằm sẽ rất bận rộn và vất vả. Hôm sau, biệt đội ghé thăm trường tiểu học Bảo Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định để giúp các bạn nhỏ hiểu rõ tầm quan trọng của việc rửa tay sạch với xà phòng. Khi được hỏi vi khuẩn gây ra bệnh gì, rất nhiều cánh tay giơ lên. Các bạn ai cũng muốn trả lời, nhưng không phải bạn nào cũng trả lời đúng. Vi khuẩn còn gây ra bệnh tiêu chảy và bệnh giáo phì ạ. Đúng rồi, bệnh tiểu đường ạ. Cả trường cười ngớ ngã với những câu trả lời rất ngây thơ của các bạn. Nhưng cũng có rất nhiều bạn nhỏ trả lời đúng và được gắn huy hiệu biệt đội tay sạch. Chú Hồ Hoài Anh và cô Lưu Hương Giang còn chia ra hai đội để thi rửa tay sạch. Sau khi bôi bột phản quang tượng trưng cho vi khuẩn lên tay, đội của cô Lưu Hương Giang thì rửa tay với xà phòng diệt khuẩn, còn đội của chú Hồ Hoài Anh thì rửa tay với nước. Bàn tay chỉ rửa bằng nước của bạn nhỏ đội chú Hồ Hoài Anh nhìn vẫn thấy còn vi khuẩn, còn bàn tay của bạn nhỏ đội cô Lưu Hương Giang thì chẳng còn chút dấu vết nào. Các bé thấy không? Phải rửa tay với xà phòng thì mới có thể làm sạch hết vi khuẩn nhé. Cô chú Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang đã dạy và cùng nhảy đường nhảy tay sạch với các bạn. Bài nhảy sôi động và vui đến nỗi các bạn yêu cầu nhảy 3-4 lần và không biết mệt. Nhưng đã tới lúc phải chia tay nhau rồi, biệt đội sẽ tiếp tục đi tới vùng miền khác với những hiệp sĩ mới. Tạm biệt biệt đội tay sạch, tạm biệt Nam Định. Hãy theo dõi các tập tiếp theo của chương trình nhé.